có thể là thay đổi cái vị trí kiến thức, có thể thêm bớt một vài cái nhỏ nhưng chủ yếu là nó vẫn chính là chương trình cũ. Cho nên khi mà tiếp cận với chương trình mới này này thì tất cả các giáo viên khác đều rất là dễ dàng tiếp cận, nhưng riêng môn tin thì lại khác hẳn. Hoặc cái này chúng ta nhấn mạnh là điều rất quan trọng, riêng môn tin là nó rất là khác biệt, nó là hoàn toàn mới về tất cả mọi thứ, về tư tưởng, về cách tiếp cận, cách xây dựng chương trình. Cho nên là mà cái một điểm rất là khác biệt nữa là tin học là một môn mà được thành môn học chính thức mà học suốt từ lớp 3 đến lớp 12, mà chúng ta lại chen ngang và dạy ngay từ lớp 10. Đáng lẽ là phải đầu tiên dạy từ lớp 3 trước, xong lớp 4, lớp 5 thế hết lớp 10. Nhưng mà không, ở vì của bộ là họ muốn làm nhanh cho nên là cùng một lúc là lớp 3, lớp 7, lớp 10 là học cùng một lúc. Mà học cái chương trình lớp 10 là cái chương trình mà đáng lẽ học sinh phải học liên tục từ 3 đến đến 9. Nó mới hợp lý. Chúng ta nhảy buộc vào chúng ta dạy ngay lên. Cái này là rất khó khăn đối cho chúng ta nhé. Rồi, thế thì trong cái điểm mà mới đó của team thì cái gì là đặc biệt nhất? Tôi xin xin trình bày luôn đây. Cái điểm đặc biệt là như thế này. Chương mới còn cái trình cũ, chúng ta nói về cũ nha. Cũ, cái chương trình team cũ. Bản chất tức là chương trình là ứng dụng team học, ứng dụng công nghệ thông tin hay tin học, hay là nó cho chúng ta gọi là chương trình này là mình chúng ta gọi là ICT đấy, ICT chương trình ứng dụng thôi, ICT là cái ứng dụng tin học. Chúng ta học ngay cả cái việc là lập trình, ngay cả cái việc lập trình chính cũ cũng nó cũng chỉ là cái lập trình thi đấu hay lập trình thi đấu là tính, cũng học một thuật toán nhưng mà để phục vụ cho cái việc thi giỏi thi đấu là hết. Và tất cả cái cũ nó chỉ là như thế này, chúng ta học những cái phần mềm cụ thể để ứng dụng vào trong thực tế. Và cái điều này là cái gì cũ là như vậy, mà tôi nói luôn là cái gì cũ này là không phải chỉ Việt Nam đâu mà toàn thế giới nó như vậy hết. Còn chúng ta chưa hề được học cái nó gọi là khoa học máy tính là không hề có nha, cái gọi là khoa học máy tính là cái thực sự là cái môn khoa học thực sự máy tính ấy, của môn tin học ấy, khoa học máy tính. Cái anh gọi là CS, Computer Science ấy, là hoàn toàn không có, hoàn toàn là chưa hề có, chưa bao giờ có trong chương trình phổ thông, trong chương trình môn tin, chương trình môn tin phổ thông từ xưa này chưa bao giờ có. Đấy, cho nên bạn thấy không? Thì như vậy là riêng cái đề là khác hẳn các môn học khác, rất là khác luôn. Từ xưa nay cái học máy tính ý, là cái môn mà chỉ dạy ở đại học mà cũng rất là đại học cũng chỉ học lướt qua sơ sơ qua rất là ít thôi. Thường những ai chuyên về khoa máy tính, chuyên về học về thì mới học sâu hơn, còn lại là chỉ chưa hề được tiếp cận đối với học sinh phổ thông. Nhưng mà chương trình mới để tôi mô tả luôn bạn, chương trình mới nhé, chương trình mới thì các bạn xem lại cái nếu ai mà chỉ khó xem chương trình mới thì một trong cái điểm rất là cơ bản mà cái nhóm chương trình những chương trình là thầy Đàm là thầy viên ấy, thì thầy đưa ra một cái hình ảnh mô tả cái cấu trúc cái điểm đặc biệt của chương trình tin học mới là như thế này. Nó gồm có ba cái nhóm có ba cái nhóm thành phần, một cái nhóm gọi là DL là học vấn số hóa phổ thông, nhóm thứ hai là nhóm ICT là các ứng dụng công nghệ thông tin, cái thứ ba là CS. Bạn thấy không nào? Thì cái DL là cái học vấn số hóa phổ thông, là những cái mà những kiến thức cơ bản như là học có 10 món, học học soạn thảo văn bản, học học soạn thư điện tử, học vào internet thì ngày xưa chúng ta đã có rồi nhưng mà cũng học một cách rất là không không bài bản. Thì lần này là cái DL này là học sâu hơn và đưa vào cả kiến thức về pháp luật, về đạo đức vân vân, liên quan đến cái việc học vấn số hóa phổ thông. Cái hướng thứ hai là hướng ICT là cái hướng ứng dụng công nghệ thông tin, thì cái là từ xưa chúng ta vẫn làm. Cái hướng thứ hai này là chúng ta vẫn quen rồi, và từ xưa nay mọi người đều đều tất cả các giáo viên, tất cả những em trong trong cái ngành giáo dục Việt Nam đều coi giáo viên tin học là giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, và họ đều coi giáo viên tin học là cái người mà chỉ đi sửa chữa máy tính, chỉ làm cái gì lập trình cũng chỉ là vì thi đấu thôi, và chỉ là ứng dụng thông tin thôi. Thì với cái mô hình cũ là DL cộng với ICT thì cái bộ cái này là nó hai cái này nó chưa thể hai cái này nó không làm chuyên môn tin học thành
môn khoa học. Đấy. Hai cái này nó chỉ hai cái này nó sẽ suy ra là tin học. Tin học là một cái môn học ứng dụng. Ứng dụng hay là người ta các bạn cũng thấy là cái môn phụ, là môn phụ hoàn toàn. Và học lý do của họ. Học lý do của họ. Cái môn tin học mà nó chỉ thay đổi xuyên xoay thì hôm nay là năm nay là Win 7, sang năm là Win 8, sang năm nữa là Win 10 thì nó chẳng có gì, là nó không có phần lõi cơ bản, không có cái thức lõi cơ bản. Người ta vẫn coi là cái môn nào là môn khoa học cơ bản, là cái môn là môn toán lý hóa, và thì cái thức nó vững bền, nó thay đổi rất ít, thay đổi cũng nhiều. Từ một cái môn toán hiện nay và môn toán cái đây 20 năm nó ná như nhau cả, thì cái đó là cái thức nền, cái thức lõi của môn toán. Toán là môn khoa học. Còn tin học thì không, bởi vì nó mới thay đổi xuyên xoay như vậy là nếu mà tin học mà chỉ có DL và ICT không thôi thì nó vẫn là như cũ. Đấy, nó không phải là môn khoa học, và như vậy nó không là cái môn được coi trọng ngang hàng với các môn khác, đã chú ý nhé. Và từ xưa nay môn tin học là đúng là chỉ là DL và ICT thôi, và cái điều này là đúng ý, áp dụng cho toàn thế giới chứ không phải chỉ Việt Nam, là do cái môn học nó phát triển nhanh quá và nó mới quá. Nhưng mà năm nay là trong chỉ mới là bộ lần đầu tiên dám đưa vào một cái khái niệm mới, một ngạch mới là CS. Và như vậy cái CS này là cái mới tinh mà đưa vào. Hiện nay người ta có xếp CS là chỉ ngang hàng hay là xấp xỉ nhỏ hơn cái DL và ICT thôi, nhưng mà càng ngày sẽ được càng phát triển lên. Và trong tương lai xa hơn nữa thì CS thì nó là cái trọng tâm của môn tin học luôn. Bạn chú ý nhá. Như cái CS này là chính là cái gì? Nó chính là nằm trong kia gọi là kiến thức lõi, nó làm cho môn tin học thành môn khoa học thực sự luôn, và nó làm cho môn tin học thành cái môn mà gì, thành cái môn là môn ngang hàng với môn toán lý hóa sinh. Đấy. Thì chỉ có CS là cái thức nó lõi mà nó là khoa học, nó bài bản, nó không thay đổi theo thời gian. Thì như vậy là cái CS chính là cái định hướng là cứu tinh cho môn tin học hiện nay. Mà con thấy hiện nay là tin học, khi mà học sinh chọn tin học cấp 10 lớp 10 là phải chọn ngay một trong hai hướng là CS và ICT. Cái này gọi là ứng dụng, gọi là đây là ứng dụng khoa học máy tính. Thì thật ra là ở trong cái em khi trong khi những người mà tư tưởng này đưa CS xuống trên nhà trường phổ thông ấy, là nó xuất phát từ rất nhiều các nhà khoa học đưa ra trên thế giới, và người ta dần dần đưa dần vào. Hiện nay là các nước như là Hàn Quốc hay là Anh hay nước hay là các nước ở châu Âu, nước Anh hay là Mỹ đều đưa cái này vào hết, và dần dần nó sẽ thẩm thấu dần vào trong cái môi trường giáo dục phổ thông. Và cái định hướng CS này nó càng ngày nó càng sẽ phát triển dần, và nó sẽ thành cái trung tâm trọng tâm của toàn bộ chương trình tin học mới. Và ngay trong cái ứng dụng này thì cũng len lỏi vào cái phần CS, chứ không phải ứng dụng, chỉ là thuần túy là ứng dụng đó. Mà thấy thông qua cái điểm đặc biệt đấy, cái này thì để lúc khác thì quyết định sẽ nói, nhưng mà hôm nay bây giờ chỉ nói như vậy thôi. Bây giờ nôm na là cái định hướng CS mà chúng ta có thấy đấy, thì các bạn vẫn tranh cãi nhau giữa CS hay là ICT, chính là cái định hướng mà đưa cái CS này vào trong cái môn tin học. Và cái CS này nó không phải chỉ ở lớp 10 mà suốt từ lớp 3 đến lớp 9 trong quá trình lúc nào qua phần định hướng của CS chính là chủ đề S. Cái chủ đề là giải quyết vấn đề sử dụng máy tính, đó chính là chủ đề tương ứng với là cái định hướng CS. Chỉ nôm na nó định hướng về liên quan đến lập trình, liên quan đến thuật toán, liên quan đến các cái cách giải quyết vấn đề sử dụng của máy tính. Và đến lớp 10 này thì rõ ràng nó là định hướng về lập trình, về thuật toán, vân vân. Rồi, đó là khi em đây, đấy là chính là khoa học máy tính nhé. Thì như vậy là lần đầu tiên từ chỉ mới của chúng ta thì khoa học máy tính được đưa vào nhà trường, và thực sự bây giờ môn tin học với cái trọng tâm của nó là CS, nó sẽ biến thành cái môn khoa học và ngang hàng với các môn là toán lý hóa sinh. Và thực sự nó là môn khoa học thực sự, nó là cái môn mà nó có cái phần kiến thức lõi rất là cơ bản, đó là phần kiến thức liên quan đến lập trình, tư duy thuật toán, tư duy máy tính, tư duy STEM, đúng không? Sử dụng chương trình thuật toán để làm ra sản phẩm số, tạo ra các phần mềm, rồi là giải quyết, rồi là học về lý thuyết thuật toán, phân tích thuật toán, đánh giá thuật toán. Đó là cái mà cái mới nhé. Rồi
Thì chương trình chúng ta sẽ được học lớp 11, lớp 12 nữa. Để nói trước như vậy thì Gà biết nhé. Rồi, thì bây giờ ta quay sang cái em quay sang cái khái niệm nó gọi là học thuật toán, đúng không? Thuật toán thì ta biết rồi, thì cái thuật toán thì không có gì cả. Thuật toán nó là cái quy trình theo từng bước hữu hạn bước, mà là từ một cái bài toán mà có yêu cầu về với cái điều kiện là input, và chúng ta phải giải quyết được cái bài toán đó sao cho cái đầu ra của chúng là thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Thì đây là này là cái bài toán, còn đây là cái thuật toán. Vẽ này không chính xác lắm, mình có đợi thêm một chút, vẽ này mới đúng lắm. Sao đây nhỉ? Thì thuật toán, từ bài toán chúng ta phải tìm được cái thuật toán. Rồi, có thuật toán rồi thì nó sẽ khi có thuật toán rồi thì nó chỉ chúng ta có thể mô tả thuật toán như là như lý thuyết thôi, nhưng mà khi mà chạy thực tế chúng ta phải chạy trên một chương trình hoàn chỉnh thì nó làm nó tội phạm với chương trình. Chương trình tức là mô tả thuật toán trên ngôn ngữ lập trình cụ thể. Như vậy là chúng ta khi chúng ta có một cái bài toán ta tìm ra cái thuật toán của nó, thuật toán sau chúng ta sẽ cài đặt, mà có thể trên Pascal cũng được, trên C cũng được, trên Java cũng được, hoặc trên Python. Như vậy một thuật toán về nguyên tắc chúng ta có thể mô tả chúng rất tổng quát đặt trên bất cứ một ngôn ngữ nào. Thì hiện nay chúng ta đang tôi nói một chút là chúng ta đang chuyển, tức là từ xưa chúng ta dạy dạy C hoặc là Pascal thì chúng ta sẽ chuyển sang Python và lấy Python làm ngôn ngữ là chính sẽ dạy cho học sinh. Như vậy là học sinh sẽ dùng được Python để chạy chương trình toán nữa. Nói tiếp về cái chỗ này để cho này hình dung này nhé. Như vậy là học thuật toán thì là cái gì, thì nó có rất nhiều cái em một là nó có các lý thuyết về thiết kế thuật toán, thiết kế đó. Hay là nó gọi là gì, hay nó gọi là gì, cái kỹ thuật, hay là kỹ thuật thiết kế thuật toán nhỉ? Thì nó có nhiều kỹ thuật lắm. Chúng ta sẽ được học mà, từ xưa nay thì cái chuyện học cái toán này nó chỉ là học sinh giỏi thôi, tại vì bình thường là không học sinh mà bình thường là không biết. Nhưng ngay cả cái trình mà thi học sinh giỏi hiện nay này thì cái chuyện mà dạy học sinh thuật toán ấy cũng là dạy theo một cách là, theo tôi hiểu là dạy theo một cách là truyền miệng. Nhưng mà mỗi một cái lời giải của một bài toán thì người ta gọi là một thuật toán, và cứ học ở đâu thì nhớ ở đây, chứ không 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 học cái bài bản về lý thuyết, không học cách, không học một kỹ thuật, nó có gọi là các kỹ thuật, nó có các kỹ thuật lập trình. Chúng ta hầu như không được học cách bài bản, có thể biết biết sơ sơ thôi nhưng mà không học. Ví dụ như là bảo về kỹ thuật định quy chẳng hạn, hay là kỹ thuật là chia để trị chẳng hạn, hay là kỹ thuật là cái chiến lược tham lam này à? Hay là chiến lược liên quan đến này quy hoạch động này. Rồi chúng ta cũng được được học bài bản về những cái em này, về những cái gọi là cấu trúc dữ liệu, cấu trúc dữ liệu chúng ta chỉ biết cấu trúc mảng thôi, mà chúng ta chưa học được, chưa hầu như không được tiếp cận với các cấu trúc khác như là ngăn xếp, hàng đợi như thế nhé. Cái bộ ngăn xếp hàng đợi, cấu trúc cây chẳng hạn, cấu trúc cổ thị nhiều lắm, có nhiều cấu trúc khác nhau lắm đó. Thì mỗi bài toán chúng ta có thể thiết trên các cấu trúc khác nhau và các cái toán khác nhau. Thế thì cái việc học về lý thuyết thuật toán, đúng không, phân tích thuật toán, nó chính là cái lõi, toàn bộ những cái này nó chính là cái lõi của gọi là CS, của máy tính, được chưa?
Được rồi. Thế thì học, nhưng mà học cái học những cái này thì chưa đủ đâu. Về học của thuật toán chúng ta sẽ phải học được cái thứ hai nữa là đánh giá thuật toán. Phân tích thuật toán. Cái này là cái rất quan trọng. Phân tích thuật toán. Đánh giá thuật toán là tối ưu hay không tối ưu, nó nhanh hay không nhanh. Đó. Đánh giá thuật toán thì nó nhanh để cho bạn dùng có biết rồi, nhưng tôi đánh giá thuật toán tối ưu hay không, tối ưu hay không nhé. Thì đánh giá thuật toán thì nó có hai cái đánh giá, một cái chính là thời gian chạy của toán có nhanh hay không, nhanh hay không, và cái tiêu chí thứ hai là liên quan đến cái không gian sử dụng, cái bộ nhớ đấy, không gian sử dụng là có bất có tốn nhiều bộ nhớ hay không. Đấy, thì hai cái này là hai cái mà rất là một trong hai cái tiêu chí đánh giá trọng tâm của tất cả các thuật toán hiện nay, của lý thuyết thuật toán hiện nay nhé. Nhưng đối với học sinh ý, thì hầu như chúng ta không quan tâm lắm đến cái không gian sử dụng này, mà chúng ta thì tập trung vào đánh giá thời gian là chính. Đó. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ nói ngay bây giờ cái cách mà chúng ta vẫn đánh giá thời gian chạy một thuật toán cho học sinh là như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ nói ngay bây giờ, và tôi sẽ nói ngay là cái mà chúng ta hiện đang có nó sẽ thay đổi như thế nào ở trong tương lai. Đây là cái rất quan trọng nhé. Rồi khi mô tả một thuật toán nhé, thì lại thuật toán thì nó thể hiện bằng khi lại thuật toán là chương trình nhé, này chương trình nhé. Thì nó có cái hình là input, và đầu ra của nó là gọi là output ấy. Rồi thì tôi dùng một bài toán ấy, input nó sẽ phụ thuộc vào các cái vào cái miền xác định, nó thuộc cái miền xác định của bài toán đó. Thì nó cái miền xác định đấy, miền xác định gọi là miền xác định nhé. Thì tùy thuộc bài toán mình sẽ nó khác nhau, nhưng mình sẽ nào thì phải thông qua các cái giá trị cụ thể, cái bộ dữ liệu ban đầu x1, x2, xn. Thông thường đa số các bài toán mà chúng ta gặp ấy, thì cái đại diện của mình xác định bài toán là một cái bộ n giá trị x1, x2, xn. Thì với cái bộ này thì người ta gọi n, đây là cái độ đo, là cái độ lớn của kia đầu vào kế toán. Rồi thì như vậy là cái miền xác định của bài toán nó là cái miền như này, nó rất lớn, nó rất nhỏ. Thì ở trong đó chúng ta lấy ra được kia mỗi cái bộ là x1, x2, xn là một cái bộ giá trị cụ thể, là một cái này nó gọi là một mỗi cái mỗi một cái x1, x2, xn này là phải ra được cái, nó phải đưa vào nó ra được cái bộ đồ ra với y1, y2, ym đó. Thì mỗi một cái bộ này này bộ y bộ sai xin n thì người ta gọi là một cái là người ta gọi nó là một cái thể hiện cụ thể của bài toán, hay là một cái bộ test, hay người ta gọi là hay là một cái bộ test, được chưa? Vậy vậy khi chúng ta làm là tập chúng ta phải sinh cái bộ test, thì một cái bộ test nhưng mà chính là cái bộ dữ đầu vào này, và thuật toán phải tính là cái đầu ra là y1 y2 y3 ym nhé. Được rồi, thế thì khi là có sẵn cái bộ đầu vào như này rồi nhé, thì thời gian để ra được cái bộ đầu ra này đã tính được bằng một cái hàm thời gian, cái kia là tn này. Đó, thì cái việc mà phân tích được thuật toán là phải tính được cái tn này. Cái bài toán của chúng ta là tính được tn, cái bài toán một trong cái bài toán rất lớn của họ máy tính là tính được tn với mọi cái đầu vào, với mọi cái bộ test là x1, x2, xn. N là kích thước đầu vào, hay độ lớn kích thước đầu vào của bài toán. Bài toán là cho trước một cái dãy số đầu ra là sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần chẳng hạn, thế là bài toán sắp xếp dãy số thì bài toán nó có đầu vào, có cái độ lớn đầu vào là n là độ dài của
của cái dãy đó. Hay là bài toán nữa là cho một dãy số là tìm phần tử max, tìm phần tử min, như vậy. Rất nhiều bài toán, hầu hết các bài toán hiện nay là như vậy. Hay bài toán liên quan đến sâu thì cái sâu đó nó có độ dài là n ký tự, thì n chính là cái, n là độ dài của mũi sâu, nó chính là cái độ là chính là kích thước đầu vào của bài toán, được chưa? Thì như vậy bút bài chúng ta phải tính được tn rồi. Thì từ xưa đến nay là chúng ta làm như sau. Từ xưa đến nay cách mà chúng ta cho sinh làm chỉ giỏi là như sau, là từ xưa đến nay là chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ sinh ngẫu nhiên, sinh ngẫu nhiên là m cái bộ s kiểu như là t1 t2 tm. Sau chúng ta yêu cầu học sinh làm và đưa vào trong máy tính, tính ra cái thời gian. Cái này là t1 t2 tm. Và khi người ra đề họ biết trước là cái bài này với cái bài này thì có cái tên này nó chỉ là phải là một giây chẳng hạn, một ước lượng như vậy. Và như vậy là học sinh làm, và như vậy là cái bài nào mà cái TI này mà nhỏ hơn nó bằng một giây thì được là một điểm, ví dụ như vậy. Còn cái TI này mà lớn hơn một giây thì nó cho không điểm. Và nó cộng lại cái bài này, nó cho trước cái bài này sẽ khoảng một cái bài tập này nó cho khoảng là 10 cái test, 20 cái test, 20 cái bộ test được sinh ngẫu nhiên trong máy làm sẵn rồi. Và như vậy xưa thì xưa là từ xưa đến nay là người ta chỉ kiểm tra bằng các cái bộ test. Nhưng là cái bộ test thì đầu ra là phải đúng, đầu ra mà là sai thì sẽ không tính làm gì rồi, dần dần ra sai rồi, được chưa? Thì đây là cách mà từ xưa nay chúng ta vẫn làm. Đấy, đó là tôi gọi cái này, nó còn là tôi gọi chung cái từ là lập trình thi đấu. Hiện nay thì các cuộc thi học sinh giỏi của toàn quốc ở Việt Nam hay là của quốc tế, hay là thi IOE chẳng hạn, thi ngay cả thi những cái cuộc thi của sinh viên, tất cả đều như này hết. Vậy nên càng ngày nó càng chuyên nghiệp dần, có những cái máy nó tự động nó sinh ra cái bộ dữ liệu kia, và tự động chấm học sinh làm bài xong chỉ nạp lên trên là tự động chấm là ra điểm ngay. Thì công nghệ mà chấm điểm càng ngày nó càng hiện đại, cái này càng ngày nó càng tốt lên. Đó thì cái này nó gọi là trình thi đấu. Thì hiện nay là ở Việt Nam mình là rất nhiều, đa số những người Việt Nam, cả cán bộ quản lý, cả những người mà cả giáo viên hay là viên đại học, cả đều nghĩ rằng cái mô hình này là mô hình chuẩn của việc là dạy thuật toán cho học sinh. Cái này rất nhiều người nghĩ rằng đây là cái mô hình chuẩn, thì tôi sẽ nói luôn là đây là chỉ là cái mô hình chỉ đáp ứng trong chuyện kia lập trình thi đấu thôi, chứ không hoàn toàn không phải cái mô hình chuẩn. Cái mô hình này thì kích thích học sinh là hăng hái là đội tuyển, luyện gà chọi, rồi là thi đấu được giải, ai được giải vàng thì là những người ai được giải vàng, tức là phải giỏi hơn người được giải bạc, người giải bạc tất nhiên là phải giỏi hơn người giải đồng. Và họ không bao giờ cái này là theo tôi làm là tốt thôi, nhưng mà làm cái hướng mà chỉ áp dụng cho ngày xưa thôi thì hợp lý. Xưa thì hợp lý. Chuẩn khi mà chúng ta tiếp cận cái khái niệm là thuật toán thâm nhiễm nghiêm chỉnh rồi đấy, thì chúng ta cái này nó chỉ là một cách chúng ta cho đi thi thôi. Đấy, thì tôi nói như vậy để chúng ta hình dung là cái tương lai nó thay đổi như nào thì tôi chưa biết, mà nó sẽ thay đổi. Thì tôi nói luôn nhé, như vậy là tức là đây cái chuyện này là chỉ là giúp cho sinh đi thi, để mà gọi là đã thi thì phải có giải, đúng không ạ? Có giải thì nhưng mà thực chất bài toán nó không phải là như vậy. Đây thì tôi cho một cái bây giờ nó quay lại khái niệm thuật toán nhé, và phân tích thuật toán nhé, quay lại để chúng ta hình dung được nhé. Bây giờ tôi cho một cái bài toán nó có cái đầu vào đây, yêu cầu của nó là cái input, đầu ra của nó là output, đó là cái bài toán. Và chúng ta phải tạo ra được cái thuật toán. Thuật toán phải được mô tả sao cho nó chạy trên mọi chương trình được, chúng ta có thể đặt trên C cũng được, trên Pascal cũng được, trên C cũng được. Thuật toán này đúng khi mà chương trình đặt trên, ngôn ngữ đó là phải đúng. Thì thế nào là đúng?
chúng ta có chúng ta tạo ra 10 cái test, đúng cả 10 test, đúng cả 10 test, và cả 10 test này, cả cái 10 test này đều có thời gian chạy nhỏ hơn 1 giây. Thì tôi hỏi là như vậy thì này đã đúng chưa? Với giải làm học sinh lại và trọn vẹn 10 test đạt điểm tối đa thì hỏi là thời gian học sinh đã đúng chưa? Đấy, các bạn nhé, câu hỏi đấy. Thì câu trả lời là chưa, chưa đúng. À, kiểm tra 10 test, kiểm tra 1.000 test, kiểm tra 1 triệu test thì cũng không không chứng minh được toán nó là đúng. Các bạn chú ý nhé, được chưa? Như vậy từ xưa nên là cái tập của trình và toán nó chỉ là cái lần, chỉ là cái tương đối thôi. À, học sinh tiếp cận, các học sinh tiếp cận cái lập trình, cái tư duy thuật toán có, rèn luyện thuật toán cũng có, học thuật toán cũng có, học theo kiểu là truyền miệng có, học theo bài bản cũng có, nhưng mà tất cả đánh giá chỉ đánh giá qua cái việc test thôi, chỉ đánh giá qua test thì nó chỉ cần đúng thôi, nó không đúng tuyệt đối nhé. Thứ nhất này, câu hỏi thứ nhất là dùng test, dùng chỉ các cái test thôi thì không chứng minh được, không chứng minh được thuật toán là đúng. Như vậy là cần một lý thuyết khác để chứng minh thuật toán đúng. Đấy, cần, rất cần lý thuyết, cần học, cần có một cái lý thuyết, cần có một cái lý thuyết nào đó để mình chứng minh được, tính đúng của thuật toán, Đấy là cái mà chúng ta chú ý, những cái này là cái đó rất là khó luôn. Thì đây, cái đây nó chính là cái lõi của học máy tính đấy, trong tương lai nhé. Cái ý thứ hai, là cái đánh giá, thuật toán, được chưa? Đánh giá thuật toán, ví dụ là đánh giá thời gian này, đánh giá cái hàng TN này. Thế thì chúng ta dùng 10 cái test nhé, 10 cái test thì cho thời gian là tất cả các cái thời gian chạy đều nhỏ hơn 1 giây. Thì câu hỏi là như vậy là cái thời gian này là cái sự tối ưu chưa? Cũng chưa đâu, Là chúng ta sẽ thấy là nó rất phức tạp. Như vậy là nó gần đúng thôi, đúng với 10 cái test này là nó đúng. Nhưng cái test khác thì sao? Chưa biết được. Đó. Cho nên là mặc dù là thực ra những cái test họ đưa là đã chuẩn xác rồi, nhưng mà chúng ta thấy là nó chưa phải là chính xác hoàn toàn. Mà muốn đánh giá toán hoàn toàn được, chúng ta phải phân tích được thuật toán. Với như vậy, với cái thời gian này, đích của chúng ta là không phải chỉ kiểm tra qua test. Kiểm tra qua test là một rồi. Các bạn thấy là trong cái, trong chỉ lớp 10 này thì có cái phần là kiểm thử và gỡ lỗi. Thì trong cái kiểm thử có một biện pháp kiểm thử là quan trọng là gì? Là kiểm tra bằng các cái bộ test. Nhưng mà cái bộ test đó chưa phải là 100%, chứ phải trong đánh giá để đánh giá được thực ra đứng tiền tối ưu của thuật toán, mà đích mà quan trọng nhất ấy là chúng ta phải đánh giá được thời gian, phải đánh giá được cái tính tối ưu, thời gian tối ưu, vì thời gian nhé, thời gian tối ưu của thuật toán. Là chúng ta phải tính được cái tiền nó bằng bao nhiêu, chúng ta phải tính được theo ngôn ngữ của người làm phòng máy tính. Thì cái này mới là cái quan trọng. Rồi nhưng mà tôi vừa mới nói sơ qua những ý mà nó liên quan đến cái điểm mới mẻ ở trong cái chương trình chúng ta sẽ được học. Sau năm nữa thì được học mà 1 và 12. Như vậy là giáo viên tin học trong thời gian tới cấp 3 là đối mặt với sự là cần thay đổi rất là nhiều, cần phải tự học rất nhiều để nắm bắt được cái kiến thức mới. Đấy, các bạn chú ý nhé. Như vậy là cái môn tin học là môn thay đổi rất là nhiều, cho nên biết rồi. Nhưng mà thay đổi nặng nề nhất ở giáo viên cấp 3. Còn cấp 1, cấp 2 nó cũng là cấp 2 mà cũng thay đổi, nhưng mà thay đổi nó không nhiều lắm, Cấp 3 là cái cấp mà nặng nề nhất và thay đổi nhiều nhất. Thì nói như vậy chúng ta thấy là nó như vậy nhá. Thế bây giờ tôi sẽ quay ra, tôi sẽ làm thử trên một vài cái chương trình cụ thể để chúng ta hình dung nhé, để chúng ta thấy là tôi không thể làm bài khó, tôi sẽ làm một bài toán, một số bài là dễ nhất có thể nhé, một số
số bài là rất là dễ để chúng ta hình dung, và chúng ta sẽ thấy là có thể dùng Python để làm nó như thế nào, và chúng ta có thể phân tích được thuật toán, phân tích được thuật toán sao cho là biết được thuật toán là tối ưu hay là không. Đấy, tôi xin trình bày luôn ở trên chương trình luôn nhé. Tôi sẽ vừa trình bày ở trong cái trang này để chúng ta hình dung. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ làm một trình mới này. Thì cái bài toán 1 là như thế này. Đây, cái bài toán 1 nhé. Tôi làm rất rất đơn giản thôi, không có gì là khó cả nhé. Thì cái bài toán 1 là cái bài toán mà tôi muốn nhấn là nó có ở trong một cái ví dụ, trong cái bài tập, ở trong cái cuốn sách tin một cánh diều đấy, có là như này nhé. Cho trước dãy số A nhé, nâng lên nó là các phần tử nào đó nhé, A số A, ví dụ tôi đây số A là dãy số, ví dụ như là 0 1 3 2 1 5 7 8, như vậy. Thì mình cần tìm gì? Đầu vào cần tìm số các phần tử khác nhau của A. Với cái bài này, ví dụ trên thì chúng ta có là với cái ví dụ trên nhé, với cái ví dụ cụ thể trên nhé, thì nó là 0 này, là 1 là 2 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, nó là số đơn là 7. A có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A có 9 phần tử nhưng mà chỉ có 7 phần tử khác nhau. Đó là các phần tử là 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 5 này, 7. Đấy. Như vậy đa số là 7. Như vậy đầu vào là một dãy A, đầu ra là một cái số, là số các phần tử khác nhau của A. Đây là bài toán rất đơn giản nhé, rất đơn giản. Chúng ta làm từ bài toán đơn giản chỉ đi nhé. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau, chúng ta cùng nhau làm ở trên tôi làm đây nhé. Cái bài này, cái bài là gì? Cho chiếc số nhé, là một tấm định hình rất dễ. Đấy, số A này, ví dụ số A bây giờ cần được mà là cần tính nào của A. Cho A được bằng này, này 0 này, 1 này, 2 này, 4 này, 2, 3 này, 1 này, 0 này, 5 này, 6. Cái bài này ở trong quần, cái bài này có ứng dụng ở trên thực tế. Thì cái bài này là ở trong quần cánh diều, nó cái đề bài là như thế này, là trong hình thức thực tế là ở một cái trạm kiểm soát ô tô, người ta lưu lại các kiểu của ô tô khác nhau, mỗi ô tô có một cái mã số khác nhau, và thì đến cuối buổi là tính là trong qua cái vụ đó, qua cái kiểm soát vé đó, nó có bao nhiêu kiểu ô tô khác nhau đã đi qua đấy, thì đây chính là qua có bao nhiêu phần tử khác nhau của A. Và này có nhiều mà rất nhiều cái bài toán thực tế là cần phải có cái này. Như chúng ta lớp chúng ta được phát quà, thì quà có nhiều dạng khác nhau, thì nhưng có những quà là giống nhau, hỏi lớp chúng ta được có bao nhiêu loại quà, thì các bạn sẽ đưa ra thôi nhé. Đấy, thì đây thì đó là cái bài đầu tiên là như vậy nhé. Thế thì lời giải thì có rất nhiều lời giải, chúng ta chú ý nhé. Với cái tư duy mới mà chúng ta rất chú ý, điều này là sẽ là điểm khác biệt so với ngày xưa đấy nhé. Là bây giờ khi một bài toán chúng ta đưa ra thì chúng ta cứ suy nghĩ, điều rất quan trọng chúng ta chú ý là có rất nhiều lời giải cho một bài toán, hay hôm nay là có rất nhiều thuật toán của bài toán. Chúng ta không cần thiết phải luôn phải tìm một cái lời giải tối ưu, không bao giờ, rất là khó. Thì và chúng ta cứ quen thì chúng ta làm cái đó, chúng ta tư duy tự nhiên cũng được, chúng ta tư duy cái gì cũng được, nó rất là đơn giản mà làm được chưa đấy.
Thì bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta phân tích và chúng ta làm nhanh nhé. Bài này dễ mà nhé. Chúng ta làm này, vì cách 1 này, để làm cách 1 nhé. Cách 1 là cách như sau. Từ nôm na thì chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ trong cái vòng lặp kể từ đầu đến cuối, được chưa? Thì tôi mô tả cái dạng nó gọi là nhé, là cách một này, cách một là cách làm tự nhiên này. Giả sử a của chúng ta là a, đây dạy chúng ta đó là a 1, a 2, a n nhé. Tôi viết là tôi trong bản thân đó là a 0, a n trừ 1, bây tôi viết là a 1, a 2 nhé. Chúng ta làm như sau, chúng ta tạo một cái biến đếm để tôi viết cái chương trình nhỏ, cái cao này bằng 0 này. Cao là không phải để đếm xem số các cái phần tử không lặp nhau trong A khác nhau của A nhé. Chúng ta for i bằng 1 to n, thì viết cái dạng là pseudocode nhé, cái dạng là cho anh dùng cho nó dễ, viết cho nó dễ. Viết một pseudocode là viết mã giả, là cách viết là để mô tả thuật toán cho đơn giản nhất, đỡ phải phụ thuộc vào một lập trình nào, nhưng mà nó cũng đủ mạnh để chúng ta hiểu được thuật toán của nó nhé. Như vậy là for i bằng 1 to n, được chưa? Chúng ta sẽ kiểm tra xem là như thế nào. Chúng ta kiểm tra xem là kiểm tra, có thể chữ thì viết tay là kiểm tra xem a i có nằm trong cái dãy con là a 1, a 2, a i trừ 1 hay không. Đó, nếu không nằm trong thì ta tăng cao lên một đơn vị, cao bằng cao cộng 1. Còn nếu mà có thì thôi chúng ta bỏ qua. Thì sau cái vòng lặp này thì chúng ta đã hoàn thành cái vòng kho này là nhà cao là xong. Xong cái này chúng ta chỉ việc làm định là return cao là xong. Thì đây chính là cái thuật toán viết bằng pseudocode để mô tả cái cách bột này, cho y chạy vòng lặp từ đầu đến cuối phần tử, kiểm tra xem bài đó nó có nằm trong cái dãy trước đó hay không. Đấy, trước đó hay không nhé, dãy phía trước. Nếu mà nằm trong rồi thì ta không đếm, mà nó không nằm trong thì mới đếm, nằm trong rồi không đếm nữa. Nếu không nằm trong thì ta tăng cao lên một đơn vị, và hết cái vòng lặp này là xong, là ta tính được cái phần tử khác nhau của A đó. Thì điều tôi làm cái này ở trong là cách 1 nhé. Cách 1 là như sau này, chúng ta tạo một cái là tính 1 nhé. Đây, tôi tạo một cái hàm viết là tính số lập số phần tử khác nhau của A đấy, nhưng mà tôi vì nó có nhiều hàm tôi sẽ viết là tính 1, tính 2, tính n gì đó nhé. Được rồi này, tôi làm như sau này, tôi đặt cái biến cao nhé là 0 này, được chưa? Sau đó tôi sẽ một cái vòng lặp for để tôi kiểm tra. Đây, for này, for i in chạy từ đầu đến cuối của A là range của len A. Sau đó thì tôi sẽ có cái bài kiểm tra đấy. Nếu mà AI mà có mà không nằm trong cái nhóm này trước đó thì chúng ta tăng cao lên. Còn nằm trong thì thôi, chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta bỏ qua, chúng ta chạy qua lại cái vòng lặp for này tiếp tục. Sau đó chúng ta làm như sau này. Ở đây chúng ta cần một cái biến để chúng ta kiểm tra xem có lặp hay không nhé. Ta gọi đó là biến là ta gọi đó là biến B đi nhé. Biến B đi nhé. Thì B tôi đặt là false. Nếu mà AI mà lặp ở trong các phần tử từ A0 cho đến trước AI đó thì chúng ta sẽ là B sẽ bằng true nhé. Đây, để chưa qua hiểu không nào? Rồi tôi làm này, for này nhé, for i này, for g, bây giờ chưa đi, for g này in range i đó, cho g chạy từ đầu cho đến i trừ 1 đấy nhé. Tôi kiểm tra nhé, if này, ít nhá. Nếu mà cái a g mà bằng a i nhưng đây cái ví này đây đúng không, nếu a i mà bằng a g nhá, bằng a g đấy, hay là cái gì đúng không, thì làm
hãy con đi ý tưởng này. Thế là sao nhỉ? Thì chúng ta không đếm nữa, không đếm nữa và chúng ta sẽ đi tiếp. Thì như vậy chúng ta là như sau, chúng ta sẽ như sau, chúng ta xem đây. Chúng ta sẽ đi tiếp như sau. Thật ra không cần cái chuyện đấy. Thật ra không cần biết, chúng ta dùng lên, chúng ta dùng lên break này. Break này để chúng ta thoát khỏi cái vòng for này này. Đấy. Nhưng còn nếu mà không thì cái phần cái B kia chúng ta không cần. Đây này. Không, vẫn cần, lựa chọn vẫn cần nhé. Chúng ta đây cho ra dùng là B, đặt B bằng false. Nhé. Còn B bằng true là còn là có lọc. B bằng true là có lọc. Đấy. Được chưa? Đấy. B bằng false thì là không lọc. Từ đây chúng ta dừng lại nhé. Đó. Nếu A bằng thì B bằng này còn ra con này này. Ra đây nhé. Ra đây này. Nên nếu mà if not b, tức là nếu mà b là false chứng tỏ là chỗ này là ai không hề gặp một cái bất cứ a gì nào ở phía trước này a gì nhé, thì chúng ta sẽ tăng cao lên một đơn vị. Và hiện ra đây chúng ta sẽ kết thúc cái một ở đây, và đây chúng ta sẽ return đi thân cao. Đấy, thì đây là cái trình đầu tiên nhé, trình đầu tiên của chúng ta. Cái trình đầu tiên là cái thuật toán đơn giản mà áp dụng cho chính là cái này này, đúng không? Áp dụng cho cách làm chúng ta làm giống như là ta chuyển cái trình từ Pascal từ C sang thôi nhé. Bây giờ tôi thử kiểm tra nhé. Ở đây tôi sẽ kiểm tra tôi print kia tôi tính một này ra à, xem nó đơn là như thế nào nhé. Đây là kết quả, đây là địa chỉ chính đây nhé, địa chỉ chính của tôi đây. Nhé. À. Chạy thử nhé, chạy tôi ghi ra đó. Hôm nay chúng ta lưu vào đâu bây giờ cái trình này nhỉ? Chúng ta lưu vào. Chúng ta lưu vào đâu nhé? Chúng ta tạo sẵn một thư mục bài giảng đây rồi. Project nhé. Chúng ta sẽ này tính số lần, tính số lặp. Tính số số phần tử. Khác nhau. Buộc dãy nhé. Đây là một cái bài rất đơn giản. Chạy thử xem đúng hay sai nhé. Ra là 7 này. Bản chúng ta đây là xem đúng là 7 không nhé. 1, 0 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Bây giờ sẽ sửa tôi thêm vào đây một số này là 9. 9 thì nó phải ra là 8. Thì đúng. Vậy đây là đúng nhá, là cách 1. Thì cách 1 này rất dễ hiểu thôi, nhưng mà nó viết nó hơi giống cái Pascal quá. Bây giờ tôi sẽ cải tiến cái cách 1 này vẫn như thế, cải tiến làm sao cho nó gần với Python hơn, nó viết ngắn gọn hơn thì làm như sau. Tôi sẽ viết một cái tính 2, sau đấy tôi sẽ viết lại cái này theo cái tư duy của Python thì nó sẽ gắn hơn một chút đây nhé. Đây ở chỗ này nhé, đây này tôi làm như sau nhé. Đây tôi cũng biết là cao vẫn là cái hàm nó vẫn là chỉ nó bằng cao bằng không này nhé, vẫn là for range rồi đến cuối của kia là của len a chứ hả. Thì cái lệnh mà kiểm tra xem là AI có nằm ở trong các phần tử trước đó hay không. Này cái lệnh này kiểm tra xem AI có nằm ở trong phần tử trước đó hay không, thì chúng ta làm như này. Cái phần tử cái dãy con mà
mà trước y đó chính là chúng ta dùng cái chỉ số slicing, chính là cái này, chính là không y. Đây chính là cái chỉ số, cái vùng chỉ số hay là cái dãy con từ 0 cho đến y trừ 1. Chính đây chính là cái dãy con mà nằm ở trong gì, là nằm ở trước y. Như vậy ở đây chúng ta kiểm tra này, nếu mà y mà đây nhé, 1 2 3 4 y x nha, AI not in đó. Nếu AI ở đây mà AI mà không nằm ở trong dãy con là từ A đến trước Y thì chúng ta tăng cao lên 1 đơn vị, tăng cao. Ở đây chúng ta kết thúc ở đây là chúng ta return. Mà thấy không, cái cách hai này là chính là cách một thôi, nhưng mà viết lại theo cách tư duy, cách suy nghĩ của Python, chỉ cần gắn hẳn lại, thì chúng ta nó có cái này này, nó có cái hàm là để kiểm tra xem một phân tử có nằm trong một dãy không. Chúng ta chỉ dùng cái toán từ in thôi, là not in là ngược lại của nó. Còn cái AI này chính là cái dãy con, AI này cách mô tả dùng slicing để mô tả dãy con là từ A0 đến AI trừ 1. Nhưng mà rất là ngắn, nhưng mà nếu AI mà không nằm trong trước đó thì tăng cao lên 1 đơn vị mà trả về cao. Đây là cách hai, để tôi kiểm tra xem đúng không nhé. Bây giờ tôi sẽ phải đây, tôi in một bảng ra nhé, tôi in ra cái số 2, tính 2 nhé. Đó, chạy thử đây, đấy, 88 là đúng rồi đấy, 2 lần là đúng rồi, vậy là cái đúng rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp sang cách thứ ba nhé. Và cách thứ hai là rất nhanh rồi, cách thứ hai là cách cũng rất là nhìn thấy rất là hay rồi. Mắt nước cho sẽ thấy là cách thứ hai này nó hơi bị chậm hơn một chút so với cách thứ ba. Thì tôi sẽ làm cách thứ ba nhé. Cách thứ ba là như sau, cách thứ ba là đơn giản lắm, là như sau này. Từ cách hai thôi, chúng ta thay cái việc chúng ta phải chỉ ra một cái dãy con đằng trước này, thì chúng ta dùng cái dãy bên ngoài để cho nó dễ nhé. Đây như sau, chúng ta tạo một cái tạo ra một cái dãy B là list B, là một cái dãy rỗng như này, được chưa? Sau đó chúng ta rất đơn giản, chúng ta không cần dùng chỉ số, chúng ta chỉ cần for x in A, ta dùng mạnh hơn nhiều, là for mạnh hơn nhiều so với trên, không phải for in range của A mà for x in A, cho x duyệt trên các dãy phân tử của A. Trong kiểm tra x nhé, x mà x not in B thì chúng ta đưa vào B đấy, thì chúng ta cho ra lệnh B pen. Như vậy là gì? Nếu mà x có trong B rồi thì không đi vào nữa. Như vậy suy ra B chính là cái phần tử khác nhau của A, B từ khác nhau của A. Và đến cuối cùng B chúng ta chỉ việc gì, chúng ta return return gì, chúng ta return len B. Thì cái ba là cái ba nó sẽ nhanh hơn là cái bài hai, nhưng mà nhược điểm của bài hai hơn là nhược điểm của bài hai là nó bằng nhau, nó phải dùng cái mảng phụ là B. Thực ra bài này chúng ta tạo cái mảng này mất là coi là cái mảng phụ rồi. Còn cái cách thứ mới nhất thì chúng ta không cần dùng mảng phụ. Cách nhất là việc tiết kiệm của nó nhất. Cách hai này là cách ba, cách ba đây này. Nhắc lại nhé, là B sẽ là cái dãy chúng ta tạo ra, là cái mảng tạo ra để lưu các phần tử khác nhau của A. Sau đó trên tab số chính là độ dài của led của B thôi nhé. Thì cách làm như sau là for x in A, if x not in B thì chúng ta bổ sung x vào b bằng cái lệnh là bằng cái phương thức là append. Thì như vậy cái dài của bài ba còn chúng còn ngắn gọn hơn là cái bài hai, cho nó còn sáng sủa hơn là bài hai. Và thấy không nào, mà chúng ta có ba cách làm như đấy. Ba cái này là đều là cùng chung một cái này. Bây giờ chúng ta sang cách thứ tư thì là như sau. Chúng ta sẽ như này này,
nếu mà cái dãy của chúng ta nhé, cái dãy của chúng ta sẽ là cách một, hai, cách ba là như nhau rồi. Chúng ta sang là cách thứ tư. Chúng ta cách thứ tư là bằng cách là chúng ta dùng cái tiểu xảo đặc biệt là như thế này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp dãy A, sắp xếp dãy A theo thứ tự tăng dần. Mình sẽ tạo ra là A1 nhỏ hơn bằng A2 nhỏ hơn là bằng, sau khi sẽ bằng là AN đúng không nhỉ? Và như vậy là chúng ta thì phải làm như sau. Chúng ta chỉ việc trên cái chiều dài của cái dãy này mà kiểm tra, nếu mà thấy mà chúng ta mà nó giống bằng ấy, chúng ta không cần cộng biến cao lên là một nữa, mà cái lớn hơn chúng ta cộng biến cao là một. Cái như sau nhé, mấy cái làm cái là như sau. Đây, tưởng là như sau nhé. Chúng ta sẽ sắp xếp dãy A theo tăng dần, thấy chưa? Sau đó chúng ta sẽ làm như sau. Đây, chúng ta dùng cái biến cao, nhưng mà tôi sẽ nói thêm một chút nữa là chúng ta làm như sau. Chúng ta kiểm tra mà nếu mà lên A bằng không, chúng ta không có tính gì cả, và như lên A, bằng không thì chúng ta sẽ làm, đây chúng ta làm thêm lệnh mẹo nữa là if len a bằng không thì chúng ta đặt biến cao bằng không, nên hiện nó không có gì. Còn ngược lại else thì chúng ta đặt cao bằng một, đây là giá trị ban đầu. Nếu a là một dãy số lớn không, một dãy số nhiều phân tử hơn không, chúng ta đặt cao bằng một. Rồi sau đó chúng ta làm như sau. Chúng ta for y in range, range của len a trừ một là cái này ít này, ít mà ai mà nhỏ hơn hẳn ai cộng một thì mới tăng, thì tăng cái cao lên một đơn vị, thì tăng cao cao bằng cao cộng một, còn nó không thì thôi. Và cuối cùng là kết thúc là gì? Kết thúc là return cao. Thì đây là cái lời giải của bài này, cách thứ tư nhé. Chúng ta mẹo một tí, chúng ta sắp xếp theo như tăng dần trước, sau đó chúng ta sẽ làm như tôi nói ở trên nhé. Đây thì bây giờ tôi sẽ thực hiện cái bài này ở trên chương trình nhé. Dev 5 4 4, nhưng mà bài này có 4 cách giải khác nhau nhé. Thì bây giờ tôi khi sắp xếp A thì tôi làm như sau. Tôi sẽ sắp xếp trên một tôi sẽ tạo được một cái dãy B nhé. B là copy ra, copy cái tôi làm này để tôi cái này thật là cái làm cái thừa thì tôi là không cần. Cái này là cái mà tôi muốn giữ A là không thay đổi khi mà thoát ra khỏi cái hàm này, và tôi sẽ làm việc trên cái dãy B. B là một cái bản sao của A, thì đây là cái lệnh mà B bằng A copy, nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mới, không phải là A, khác với A, là một đối tượng mới nhưng mà có giá trị bằng A. Đây là cái lệnh mà các bạn tôi từng nói rất nhiều lần trong cái buổi tập huấn ấy, là cái lệnh này là nó tạo ra một đối tượng B, một đối tượng khác với A. Còn nếu chúng ta mà gõ lệnh là B bằng A thì không được. Gõ lệnh này đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái tên mới là B, nhưng cùng trỏ cùng với A, trỏ vào cái đối tượng là dãy A. Như vậy là không đúng. Khi sắp xếp nó sẽ thay đổi luôn cái A. Bây giờ tôi làm lại, tôi làm cái này không biết được. Rồi, tôi làm như sau. Bây giờ tôi sẽ sort dùng cái thuật tính này. Đây là tính của cái chỉ có hai cách. Một cách là dùng là cái b sort, hoặc cách thứ hai là biết thế này cũng được, hoặc cách thứ hai là chúng ta dùng cái hàm hàm sort của nó. B bằng, cách thứ hai này thì còn biết lệnh này nữa, làm lại nhanh nhỉ. Đấy, cách thứ hai này còn nhanh hơn là cái bằng này, tôi làm cái hàm sort thịt. Là cái này là gì? Cái này là nó sắp xếp A thứ tự tăng dần, và nó sẽ trả lại giá trị là B, còn A mà thân A không thay đổi. Rồi,
Thế bây giờ tôi sẽ làm tiếp này. Tôi sẽ làm tiếp lại if len a không thì tôi đặt là cái này là biến phụ lập cao còn là ngược lại cái này chỉ đặt bật vào đầu else đặt cái cao thì là sao phần chính nhá. Phần chính là tôi cho y in range nhé, yeah. Range của len a nó chạy đi từ gần quần đầu quần cuối của a đến là chạy từ a là độ dài của a là n thì y chạy từ 0 đến n trừ 2. If a i mà nhỏ hơn AI cộng 1 thì tôi sẽ tăng cao lên một đơn vị. Tăng cao lên một đơn vị. Đấy. Xong cuối cùng đang đây là tôi là return. Bây giờ tính thưởng nha. 3 à, 3 nó chưa tính đúng không? Tính luôn đây nhé. Nên là tôi copy này. Tôi nghĩ 3 nó có đúng không này. Đây sẽ là 3 này. Đây sẽ là 4 này. Tao có 4 cách rồi đấy. Kiểm tra tí nhá, xem có đúng không nhé. Đây chạy thử. Ồ, thằng cuối cùng bị sai này. Cùng nó còn có 7 là bị sai nhé, nó phải là 8 nhé. Đi kiểm tra một chút xem nó sai chỗ nào nhé. Ta đưa vào một tập hợp S thì
khi đưa vào hết ta chạy trên từ A và đưa vào SC đưa vào tổ hợp thì các phần tử trùng nhau nó sẽ bỏ đi hết. Thì suy ra sau khi làm xong lệnh đó thì tập hợp SC chính là các phần tử khác nhau của A. Đấy. Rồi là làm nhé, cái này là dùng cái tập hợp rất đơn giản. Đây là tính này. 5 đúng không nào? À đây. Trùng tổ hợp chúng ta SC là rỗng đi, SC là rỗng như này nhé. Và chúng ta chỉ việc như sau, chúng ta chỉ việc là for x in a và chúng ta sẽ bổ sung s bổ sung vào x và s. Đấy. Thay cái bài số 3 ở đây là tạo một cái dãy tạo cái mảng rỗng là for x in a x is not in b thì ta bổ sung vào thì với cái bình này chúng ta chỉ việc tạo s là rỗng for x in a và bổ sung x và s thì tự động máy nó sẽ loại ra các phần tử giống nhau vì s là tập hợp ta nó không cũng chưa hai phần tử là trùng nhau và chúng ta return len của s vậy là nguyên là như vậy là với tập hợp s chúng ta có thêm một cái hàm rất là hay như này hàm rất là hay thì tôi sẽ đưa vào đây nhé đưa vào thêm cái số 5 này các bạn đó là số 5 nhé nó ra có đúng không ra nhé đúng hết nhé. Thì cái bài số 3, bài 5 này dùng SC tôi có thể cải tiến còn ngắn nữa này. Tức là mà việc điếc đếc và tính sóng là cũng giống như bài 5 thôi nhưng mà nó rất là nhanh. Vì ở trong Python nó cho phép chúng ta là gì? Cho phép chúng ta là cho một cái list bất kỳ. Đây. A bằng ví dụ A bằng đây nhé. A bằng 1 2 1 1 2 1 1 này. Và cho lệnh là S thì chúng gọi là set A. Chuyển một phát từ A sang tập hợp luôn và lập tức S là một tập hợp và chỉ là một hai phần tử để rất là nhanh như nào như vậy với cái bài này chúng ta sẽ cắt ngon ngon lại chúng ta làm như sau rất đơn giản chúng ta chỉ việc là return len của set A của lệnh này cái bài này với cái tổ dữ liệu là tập hợp chúng ta thì đúng dùng lệnh là xong vì chúng ta lại đưa vào đây nhé tính thử tôi luôn cho nó yên tâm cho nó bảo đảm an toàn là mình làm đúng nhé không bị sai thì đây là cách 6 nhé 6 này 6 nó có đúng hay không nhé nhưng mà đúng hoàn toàn à, nhưng theo cách 6 chính là cách 5 thôi nhưng mà tôi mới gắn gọn lại thôi tôi dùng lệnh xếp và tôi chuyển cái A này chuyển từ dãy A thành một tập hợp thì xuyên nó là nó chính tập hợp các phần tử khác nhau của A mà tôi dùng hàm len tôi trả lại thành không nào đấy được rồi thế bây giờ tôi sang cách thứ bảy chúng ta có rất nhiều cách luôn một cái bài đơn giản này cách thứ bảy là chúng ta dùng một khái niệm mới là khái niệm là từ điển đấy từ điển là cái gì từ điển là cái này tôi giờ trước khi mà từ điển là cái rất là hay từ điển ở trong đây tôi sẽ cho các bạn xem nhanh về cái khái niệm từ điển nhé kiểu khái niệm từ điển kiểu từ điển là gì là kiểu từ điển dữ liệu nó sẽ ánh xạ một tập hợp các cái khóa đây là các cái khóa a b c d e f sang tập hợp các cái giá trị 1, 3, 4, 5, 7, 10 ánh xạ ra như thế này bất kỳ và cái lệnh mà tạo ra cái tức là cái ánh xạ này chỉ dùng lệnh d như tôi lấy khi tôi khởi tạo cái điển tôi biết là d bằng nick thì đây là cái lệnh mà tạo ra một cái điển rỗng và tôi chỉ việc đặt gán là xong tôi biết là d a bằng 1 như vậy là gán cái ánh xạ cái khóa a sang giá trị là 1 xong tôi lại d gán giá trị là cái là b sang giá trị là bằng 5 chẳng hạn như vậy là gán như vậy cái lệnh là cái sao cái lệnh đây là một từ điển thì tôi chỉ việc làm cái lệnh là khóa như thế này xong là bằng giá trị nó rất đơn giản luôn đấy rất đơn giản nhé và ở trong đây tôi lấy ví dụ nhé d này tôi lấy ví dụ nhé dưới bạn có thấy nhanh nhé đích này từ điển này
Thì ví dụ tôi làm một cái điểm như sau này, tôi sẽ ánh xạ tên học sinh của một lớp với điểm thi của nó. Đây, tôi gắn nhanh. Tôi gắn là Hà, cái ông Hà này là điểm thi của ông Hà này là được bằng 8. Gắn tiếp là ông Bình. Ông Bình là tôi gắn ông Bình, điểm của ông Bình này là 9.7. Gắn tiếp người thứ ba là Hoa. Hoa. Gắn tiếp người thứ ba là điểm của cô Hoa này là 9.9. Thì đây nó chính là, đây là kiểu cái điển là như sau, nó có dạng như này. Cách ghi là ở bên ngoài cùng là hai dấu ngoặc nhọn nhé. Đấy, nhưng mà bên trong là khóa này, xong hai chấm, xong giá trị, xong phẩy, khóa hai chấm giá trị phẩy, hai cái như thế là cuối. Được chưa? Và cái cách mà tạo ra một cái dãy, một điểm rỗng là như này, là chúng ta dùng cái D hoặc là bằng đích, là một cách ta tạo cái điểm rỗng, hoặc là D này ta tạo rỗng. Đây là này, là điểm rỗng này, và chúng ta tai một cái D ra thì nó sẽ là kiểu dữ liệu là. Được chưa? Đây là chỉ là cách mà ta tạo ra tạo từ điển đây. Là D đây. D bằng chạy là D nhé. D của Hà chính là điểm của ông Hà đây, enter nó truy cập vào đây. Như vậy thì cái chữ vào phần từ của đích của từ điển nó như là giống như là dãy, đúng không? Giống như là mạng. Rất là hay. Và chúng ta có cái lệnh là có cái hàm in. Hàm in làm kiểm tra xem một khóa, mình tự kiểm tra xem, tự kiểm tra là ông Bình có nằm ở trong khóa của D không. Tự in, cùng hàm in đây. Ví dụ tôi viết là cô Mỹ ở trong không. Mỹ Hà này. D máy báo lỗi ngay là false. Nhưng mà cái tập từ in là tập từ mà chạy ở trong D được nhé. Đây, kiểm tra xem một khóa có nằm ở trong D không. Đấy, thì bây giờ tôi làm cái này, tôi sẽ áp dụng cái này để tôi tính cái kia. Được chưa? Đây bây giờ tôi làm như sau. À, đây tôi làm từ hàng 7 này nhá. Hàng 7 là như sau này. Hàng 7 là như sau, cách tập thứ 7 là tôi tất nhất tôi phải dùng tập hợp. Ở đây dùng tập hợp đúng không nào? Tập hợp, còn ở trên này thì tôi dùng dùng dãy, dùng cái dãy cái mảng kiểm tra, thì việc dùng cái điểm kiểm tra. Là như sau nhé. Đây, thì bây giờ tôi tạo một cái điểm rỗng này, đích này. Nó là for x in a tôi kiểm tra nhé. Vậy là if x not in d, tức là x thì chưa là hóa của d thì tôi sẽ bổ sung vào, tôi sẽ bổ sung x hóa. Một chỗ khác. Và sau cùng thì tôi sẽ return len của đây là độ dài của đây. Đó, thì đây là cách số 7 để tôi kiểm tra xem cái số 7 có đúng không. Như vậy bạn là chúng ta là qua ví dụ cụ thể thôi, chưa thấy là Python nó rất là đa dạng, nó rất nhiều cách làm, nó rất là đa dạng khác nhau, và đây không phải chỉ Python mà đúng với tất cả mọi ngôn ngữ khác nhé. Đây. Tôi kiểm tra xem đúng không nhá. Bây giờ này, là các bạn có thể về nhà kiểm tra lại và chúng ta sẽ làm. Nhưng như bây giờ tôi được rồi, nhưng mà chúng ta có bảy cái phương pháp, bảy cái cách tính khác nhau nhé, bảy cách tính khác nhau. Rồi thì học sinh làm bài này thì nếu mà bình thường nhé, bình thường thì chúng ta sẽ khi làm bài này chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách chúng ta cho sinh ra là cái em ví dụ chúng ta sinh ra 10 cái test thì ba test đầu chúng ta cho cái n khoảng khoảng dưới dưới 100, test thứ 4 thứ 5 chúng ta cho n lên là 1.000, test thứ 6 7 chúng ta cho n là 10.000, cái test thứ 8 9 cho n bằng là 100.000, và test thứ 10 cho n bằng 10 triệu. Và chúng ta kiểm tra sau khi làm, nếu mà khi làm mà nào mà dưới mà được mỗi cái test nào mà dưới 1 giây thì tính là được 1 điểm, và test nào mà là trên 1 giây thì cho là 0 điểm, và cho học sinh làm bài. Thì cái nào nó cũng được, không sao, cái nào nó vẫn đúng, không gì sai. Những cái làm là nó cũng đúng sai, nhưng mà là vẫn đúng, không phải là sai, nhưng mà nó chưa thật chuẩn hóa lắm. Chuẩn hóa.
chưa nâng cái đó chỉ là tôi gọi cái đó nó là lập trình thi đấu thôi chứ chưa phải là học lập trình để mà hiểu biết thuật toán là học máy tính. Thì bây giờ tôi sẽ bây giờ chúng ta sẽ không không dùng kiểm thử, không dùng mà test chúng ta tính, mà chúng ta sẽ phân tích các cái thuật toán này. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm nhé. Bây giờ tôi sẽ phải phân tích ở trên ở đâu cho thuận tiện, bây giờ tôi không có màn hình nữa, bây giờ tôi làm thế nào để tôi có thể tôi vừa hiện cái tôi làm thế nào tôi vừa hiện cái này mà tôi viết cái hình cho bạn xem nhé. Bây giờ tôi cho nó nhỏ lại để các bạn nhìn nhé. Đây, chúng ta có nhìn thấy màn hình chưa, chúng ta nhìn thấy màn hình không? Đây nhé, bây giờ tôi sẽ thu nhỏ cái này lại, các bạn có nhìn thấy bên dưới không nhỉ? Nhé, bây giờ tôi sẽ thu nhỏ cái này lại và tôi sẽ để bên cạnh, được chưa? Và chúng ta quan sát hai màn hình nhé, quan sát hai màn hình và tôi sẽ đâu nhỉ, tôi chú nhé, sao nó lại không ổn, đây là cái sao đây. Rồi rồi, giờ tôi phóng nhỏ lại này, nhỏ lại nhé. Không thu nhỏ này nhỉ. Bây giờ tôi sẽ phân tích từng cái một để chúng ta cùng 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 quan sát nhé. Tôi sẽ, các bạn có nhìn rõ hai mình không nhỉ? Nhé. Bây giờ tôi sẽ làm như sau là tôi sẽ thử phân tích thuật toán của những cái bài trên nhé. Của những cái bài trên. Rồi. Bây giờ chúng ta xem cách thứ nhất này. Cách thứ nhất chúng ta kiểm tra xem cái tính một này này là nó có độ phức tạp của toán là bao nhiêu nhé. Đó. Thì các bạn sẽ thấy không nào, ở đây này, bên này tôi sẽ phải làm bên này tôi vẫn nhìn rõ được cái tôi muốn nhìn rõ được cả cái đấy cả đây nhé, nhìn rõ được cái đây nhé, đây ở bên này nhé, các bạn thấy không nào? Như vậy là cái dòng số 6 đấy, dòng số 6 nhé, cái dòng 6 của màn hình thì chúng ta sẽ mất là N, cái bước lặp có trên trên mà trên cái dòng số 6 là sẽ mất theo cái theo cách viết của người làm thuật toán ấy thì nó là mất là ON thời gian dòng số 6. Dòng số 5 là 01 thời gian, tôi biết là cái mất dòng số 5 là mất là không tính không đáng kể, 01 thời gian. Dòng 6 là ON thời gian. Dòng số 7 là vẫn là 01 thời gian. Dòng số 8, chúng ta mất là dòng số 8 chúng ta mất là ô ô ca thời gian, nhưng mà thực chất cái này nó chính là ô nó chính là ON đấy, phi ca khi mà y chạy lên sát N thì vẫn là N nhé. Dòng số 9, 10, 11, 12 đều là 01 hết, cả từ 9 đến 12 nó đều là 01 thời gian nhé. Hai dòng 8, 6 nó lồng vào nhau vậy suy ra là cái thời gian chạy của toán số 1 chính là ô của n bình phương thời gian. Cái đoạn lại là cái phân tích thứ nhất này là mất ô n bình phương thời gian, các bạn có thấy không nào, có thấy nhìn rõ cái này không? Cái này là nếu mà chúng ta mà thật ra là tôi làm nhanh, thật ra vì tôi các bạn phải học một cái chương trình bài bản hơn về cách phân tích thời gian của một thuật toán, khi mà chúng ta không ra tôi làm nhanh thì chúng ta bạn nào mà không hiểu thì chúng ta công nhận nhé. Như vậy là cách cái bài một là có thời gian là n bình phương, tức là ON thời gian, ON là bình phương thời gian. Nếu chúng ta sang bài số 2 nhé, chúng ta phân tích bài số 2, chúng ta phân tích bài số 2 nhé. Cái điều mà tôi nói đây là cái điều mà sau này là giáo viên chúng ta phải biết, học sinh phải học được cái này, học sinh nào cũng hướng sẽ phải biết được cái này. Còn từ xưa này chúng ta là học sinh, là cái nào học sinh giỏi là cứ học những cái máy thôi và biết con nào với con đó và không biết cách phân tích, cho nên là rất lúng túng khi chúng ta chọn các cái phương án khác nhau. Còn bây giờ chúng ta học cái này chúng ta thấy là như vậy, cách tiếp cận để giải bài toán là nó khác với ngày xưa nhé, khác ngày xưa thì rất là nhiều đấy, và nó như vậy nó lập trình không mà chỉ lập trình thi đấu nữa mà lập trình thuật toán, lập trình thì có chúng ta có thể mở code và chúng ta kiểm tra code của học sinh và chấm điểm trong code bài của học sinh chứ không phải là chấm điểm theo kia theo các cái bộ test nữa. Rồi cái bài số 2 nhé, tính hai thì cái dòng 18 cách hai này, đây là tính hai nhé, tính hai này thì cái dòng 17 thì vẫn là không một thời gian, vẫn là không tính nhé. Dòng 18
và dòng 19 là lồng nhau, dòng 18 là ON, thì ra chúng ta chạy N lần dòng dòng 19 thì như sau. Dòng 19 chúng ta phân tích kỹ hơn nhé. Dòng 19 này thì đầu tiên máy sẽ phải, đây chúng ta bài này là khó hơn này, dòng 19 nhé, đầu tiên là máy phải tạo ra được cái mảng này. Tạo ra được mà dùng slicing thì cái thời gian tạo cái mảng này là mất là y thời gian, tức là không y thời gian, đây là gọi y thời gian đi, không y thời gian, không y thời gian nhé. Rồi tiếp theo là sang dòng tiếp theo là lệnh là if i not, thì cái lệnh là in, cái toán thử in ở trên dãy là nó cũng mất là on, mất n thời gian, nhưng cái toán thử in cái dòng 19 ấy, tức là 19 nhé, là nó mất là cũng không y thời gian. Nhưng mà tổng hai cái này là không y thời gian và tổng hợp cả hai cái này lại vẫn là ON bình phương thời gian. Đấy. Còn cái lệnh là bài dòng xoay mốt này thì vẫn là không một thời gian. Nhưng mà là cái suy ra cái bài số 2 nó sẽ là bài số 2 là nó là không không N thời gian. Nhưng mà khi chúng ta phân tích kỹ hơn một chút đấy, phân tích kỹ hơn một chút nhé, thì cái bài này này, cái bài một này chúng ta nhấn ở chỗ này, chúng ta đây này, ở đây này. Chúng ta có hai vòng for lồng nhau, hai vòng for là rất là chậm. Còn đây này, ở đây chúng ta phải tạo cái này, tạo tạo cái mảng con này là mất y thời gian, xong cái vòng cái kiểm tra not in này là mất y thời gian nữa, trên cái chỗ này là mất khá nhiều thời gian luôn, mất 2 lần y thời gian nhân cái này n nữa, tổng cộng lại nó vẫn là ON bình phương thời gian nhé. Bây giờ chúng ta sang cái vòng thứ ba, cái C3, chúng ta phân tích những cái C3 nhé. C2 vẫn là ON bình phương thời gian, mặc dù là cái em C3 nhé, là tính 3 này, tính 3 nhé, tính 3 cái dòng 24 là gần là dòng 24 là nhanh lắm, không là tạo ra một cái, nó tạo ra một cái dãy rất nhanh là không một thời gian thôi. Sau đó là cái dòng 25 là vòng lặp của nó là ON thời gian. Ở vòng 26 là kiểm tra if B not in B nhé, thì cái lệnh này thì kiểm tra xem một phần tử có nằm trong một dãy không, mất n thời gian, ON thời gian. Cái lệnh p ở pen này là cái lệnh mà ở pen mà bổ sung phần tử vào cuối một dãy là 101 thời gian. Như vậy cả hai cái này là không n thời gian nữa, và là hai vòng lồng nhau, suy ra là hai cái này là vậy, suy ra chỗ này là 26 27 26 27 là mất là ON thời gian nữa. Để suy ra tổng kết lại hai cái này gộp lại nó sẽ là ON bình phương thời gian. Nhưng mà các bạn mà để ý thêm một chút nữa thì cái bài 23 này nó tối ưu hơn rất nhiều lần so với bài 23, tối ưu hơn so với 2. Thì bài 2 là bài chúng ta mà tính tạo ra cái này một lần này, xong là kiểm tra cái này một lần nữa này, nhưng mà nó mất ra được cái này thì không cần, là chỉ một phát là ăn luôn. Cái lệnh bổ sung một tử vào cuối của một cái dãy rất là nhanh. Và cái lệnh mà tính cái hàm len này, cái hàm len là cái hàm mà không một thời gian. À, chúng ta chú ý nhé, đây suy ra là cái C3 này là quên thời gian. Chúng ta chú ý là cái hàm len của một cái em chú ý là cái hàm len của một dãy là tính là không một thời gian rất là nhanh đấy. Bây chúng ta sang cái 4 này, 4 nhá, ta sang cái 4 nhá. Nhưng mà cái bài 3 này vẫn là thôi là mình phương thời gian, nó cùng đẳng cấp với, như vậy là cách một cái hai cái ba là cùng đẳng cấp, cùng cái bậc mà cùng cái bậc về gọi là tính tối ưu độ phức tạp thời gian của thuật toán là ON bình phương. Thì chúng ta sang cái C4 nhé, C4 này nhé, C4 thì ở cái dòng đầu tiên dòng 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 31 này, ở cái dòng 31 này là dòng 31 là phần mềm Python nó sắp xếp dãy A theo cái thuật toán là sắp xếp nhanh, cho nên là nó chỉ mất là con và n log a là thôi, cái nhân hẳn so với n bình phương nhé, về 4 lần như vậy nhé. Thì cả cái đoạn từ 22 cho đến 35 này chỉ là ôm một thời gian thôi, không có gì. 32 đến 35 là ôm một thời gian nhé. Ở chỗ này dòng 36
36 nhé. Dòng 36 thì ở phía dòng phía trên là dòng 36 là O, là ON thời gian, vì là chạy một for E in vain, chạy đợt cuối mà. Lệnh ít này kiểm tra là mất một thời gian thôi. Kia là hàng cao không là mất một thời gian, thì là toàn bộ cái này là mất ON thời gian thôi. Tổng cộng lại, tổng cộng lại đây nó sẽ bằng, suy ra đây là gì, tổng cộng nó sẽ bằng là O N Lorentz thời gian đó. Thì suy ra cái bài 4 là cái bài là nó được phân giải thời gian là nhanh nhất hẳn trên rồi, đẳng cấp hơn hẳn so với là C1 C2 C3. C1 C3 C3 đều là O N thời gian, mặc dù là cái C3 là tốt nhất nhanh nhất, nhưng mà cái C4 nhanh hơn nữa. C4 là N log thời gian, các bạn biết rằng là N log N nhé, là cái hàm đó là nó nhỏ hơn hẳn so với N bình thường, cho nên là khi N rất lớn nó sẽ chạy rất nhanh. Cho nên C4 là rất tốt là N log N thời gian. Bây giờ chúng ta sang C5 đó, C5 nhé, chúng ta sang cái C5 rất đặc biệt, C5 nhé, là kính C5, kính C5 nhé. Đấy. Thì đầu tiên là cái lệnh dòng số 42, dòng số 42 là chỉ mất 0,1 thời gian, tạo một cái dãy rỗng nhé. Rồi, tiếp theo là dòng số 43. 43 là cái lệnh for x in a. X in a là nó chỉ mất là 0N thời gian chạy. Tiếp theo là 44. Trời ơi, 44 là cái phức tạp nhất đây. 44 là cái rất đặc biệt, của kiểu dữ liệu tập hợp. Lệnh append, lệnh append của dãy mất 0,1 thời gian. Còn lệnh add này, lệnh add này về mặt lý thuyết là máy sẽ phải kiểm tra xem x gì của trùng có nằm ở trong s gì không. X gì không nằm trong s thì bổ sung vào s gì. Còn nếu x gì mà nằm trong s gì thì phải loại ra. Nhưng rất may là cái tổng hợp của Python nó dùng công nghệ rất là mạnh, là công nghệ băng. Cho nên là cái 44, cái dòng cái 44 này nó chỉ mất là gì? Nó chỉ mất là 0,1 thời gian. Chúng ta chỉ là 0,1 thời gian thôi. Và cái dòng 45 trả về cái hàm len của S, 45 tính cái hàm len của S nó cũng chỉ là 0,1 thời gian. Thế không nào, cái suy ra tổng hợp cái lệnh cái C5 này là ON thời gian. Nhưng mà chúng ta tìm ra được một cái bài dự giải của bài này với bài số 5 là thậm chí là ON thời gian, tức là tuyến tính hoàn toàn. C1, C2, C3 là N bình phương, đến C4 là N log N, như vậy là tựa tuyến tính, nó gọi là log tuyến tính. Nhưng sang cái bài C5 là tuyến tính hoàn toàn, như vậy ai làm bằng cách C5 là rất tối ưu. Còn C6 hiển nhiên rồi, lệnh set A này là mất ON thời gian, hàm len là ON một thời gian, nhưng hàm C6 hiển nhiên nó là ON thời gian rất nhanh. C6 chính là C5 mà, C6 là ON thời gian, là cái nhanh hơn cả C5, rất tối ưu. Cái C6 này là tối ưu nhất luôn. Vì sao như vậy? Sau đây chúng ta làm sang chúng ta tính toán đến C7 nhé. C7 nhé. Đây C7 đây nhé. C7 nhé. C7 đây. C7 thì cái dòng số 51, dòng 51 là mất 0,1 thời gian. Dòng 52 là duyệt trên phần tử của A, nó tức là 0N thời gian. Rồi, tiếp theo là cái dòng số 53. 53 là kiểm tra cái toán tử in. Ở trên đây, ở trên toán tử in ở trên kiểm tra xem một cái khóa có nằm ở trong một tiền hay không. Thì lại mà rất hay nữa thì là cái từ điển nó cũng dùng cái công nghệ lý thuyết là dùng công nghệ băm để nó xử lý, cho nên là cái hàm in ở trong D này nó chỉ mất 0,1 thời gian. Cái này thì là hay luôn, hàm in này là 0,1 thời gian. Đây là đặc biệt của tập lý thuyết của từ điển nhé. Còn cái lệnh 54 là lệnh gán đó thì nó cũng mất là 0,1 thời gian. Và cái lệnh 55 là tính hàm len không có thời gian, thì sẽ ra tổng hợp của C7 nó cũng là không n thời gian thôi. Mà nó C7 cũng là ON nhưng nó chậm hơn một chút so với C6. Đấy, chúng ta chia là chúng ta tổng kết lại chúng ta được cái gì nhé. Như
Nhưng mà chúng ta cái bài này người ta chỉ ra đúng bảy bảy phương án xảy ra nhé, bảy 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 cách làm khác nhau nhé, bảy toán khác nhau này, bảy cách làm khác nhau nhé. Như vậy là C1 này, C2 này, C3, cả ba này đều là ON bình phương xảy ra. C4 là ON log N là rất tốt rồi, rất tốt so với cái trên rồi. Thì đến C5, C6 và C7 ba cái này đều là ON thời gian. Trong đó cái C5 C6 là tốt nhất. C6 là tốt nhất, đến C5 cho đến C7, cho đến C4, C3 xong C2 thì C3 là tốt nhất, cho đến C2 và C1 là tồi nhất. Thì các bạn thấy không? Như vậy là các bạn thấy, như vậy là khi chúng ta biết là phân định thuật toán rồi đấy. Đây là cái điều mà tôi muốn nói là trong tương lai là các bạn phải biết nhé. Người mà trong tương lai môn tin học chúng ta sẽ thay đổi là chúng ta phải biết được cái điều mà tôi đã nói ở đây. Và như vậy trong tương lai thì có thể thậm chí là không phải cái cuộc thi nào cũng là chấm online bằng cách là thi là như chúng ta biết, chúng ta có những cuộc thi khác sẽ có cuộc thi khác và yêu cầu học sinh là phải phân tích được thuật toán và chúng ta chấm bài bằng thuật toán chứ không cần chấm bài bằng chấm điểm tự động bằng cách là test. Thế như vậy nhanh, như vậy là cái nếu học sinh làm cách này thì như sau này. Thì với C6, C5 chúng ta sẽ cho 10 điểm nhé. C7 chúng ta cho 9 điểm. C4 chúng ta cho 8 điểm. C3, C3 chúng ta sẽ cho 7 điểm. Còn C2 cho 6 điểm và C1 cho 5 điểm. C1, C2 là bằng nhau, cùng là 6 điểm. C1 là 6 điểm. Nhưng C1, C2 là 6 điểm. C3 là 7 điểm. C4 là 8 điểm. C7 là 9 điểm. C5, C6 là 10 điểm. Đó là cách này. Nhưng mà trong tương lai là như vậy nhé. Nhưng mà đây hôm nay tôi muốn nói với các bạn là như vậy, là chúng ta có một cách nhìn mới là giáo viên cấp 3 đấy, trong tương lai xa xa, gần gần thì phải xa xa đó, chúng ta phải học đây thì chúng ta chuyển đổi và chúng ta sẽ biết được cái cách mà chúng ta phân tích được thuật toán, được cách tối ưu của thuật toán. Và chú ý rằng một bài toán có rất nhiều cái giải khác nhau, rất nhiều toán khác nhau và tất cả nó rất là tường minh, rất tường minh như vậy. Thì những cái lời giải này là giải mà tôi không chứng minh, nhưng mà về lý thuyết các bạn phải chứng minh được. Như vậy là khi mà chúng ta làm một chương trình ấy, khi mà chúng ta phân tích thuật toán ấy, chúng ta phải làm hai việc nhé. Như vậy là thuật toán nhé, như vậy là cái về chỉ là một cái lời giải này, thuật toán này chúng ta phải làm hai việc. Một là phải chứng minh tính đúng của nó, tính đúng của thuật toán thông qua test thì cũng tốt rồi, nhưng không phải mọi thứ, không phải là mọi cái việc thông qua test được là đúng đắn cả. Chúng ta phải chứng minh. Và hai là phải đánh giá được, đánh giá được thuật toán. Mà cả hai người này làm là không cần bộ test, không cần bộ test và không cần tính thời gian để chạy cái đó. Tất nhiên là những cái việc này là rất cần rồi, nhưng mà nó là cái việc rất cần đã đành rồi, nhưng mà nó không phải là tất cả. Hiện nay chúng ta đều hiểu rằng là tất cả mọi thứ đều thông qua cái bộ test này hết. Nó test mà sai tức là sai, test đúng tức là đúng, thì cái đó cũng đúng thôi, nhưng mà nó chưa phải đúng hoàn toàn. Đúng hoàn toàn là phải là như thế này, chúng ta phải chứng minh được bằng toán học là nó là đúng đắn thật sự, và phải đánh giá được đúng đắn của nó như tôi vừa nói. Nhưng mà chúng ta với cái bài này chúng ta có để tôi mô tả ra bảy cách nào mà tôi phân tích được tỉ mỉ là cái nào tốt, cái nào không tốt, và tính được cái nó phức tạp của thuật toán. Đây, cái chỗ này là n bình phương, mà n bình phương thì n bằng 1 triệu là fail, n bằng 100.000 thôi là cực kỳ chậm luôn rồi, là không thể chạy được. Còn với n log n thì bài này chúng ta chạy tốt với 1 triệu, mang lại với 1 triệu nhé. Nhưng mà với n bằng 10 triệu thì sẽ hỏng, n bằng 10 triệu hay là sẽ hỏng. Còn o n thì là vô tư, sẽ có thể chạy đến 10 triệu là chạy ngon lành. Nhưng mà thấy, nhưng mà nó rất là khác nhau nhé. Chúng ta tôi không cần thiết chạy trình, tôi biết là như vậy có một cách nào là tốt nhất, cách nào là không tốt. Được rồi, nhưng mà tôi hôm nay tôi trình bày xong phần của tôi rồi nhé. Các bạn có hỏi gì nữa không nhỉ? Tôi định đầu tiên tôi định làm khoảng 2-3 ví dụ cơ, nhưng mà vì chúng ta thời gian ít quá mà tôi làm một ví dụ đã sẽ hết sửa thời gian rồi. Thì nếu mà có thời gian nữa tôi sẽ nói chuyện, tôi sẽ làm tiếp cái này, làm tiếp này cho các bạn biết nhé. Có ai hỏi gì không nhỉ? Dạ, thế ơi, em hỏi thế ơi. Ừ. Thế
Thế ơi, Ơi. thật sự là em cũng chưa hiểu được cái cách mà tính ONO1 bằng cách nào mình nhận biết được thầy ạ. Cái này thì phải học thôi. Dạ, nhưng mà ý em hỏi là mình phải học từ cái sách nào ạ? Thì em chưa có đâu, sau năm mới có nhé. Sau mới có, mà hiện nay các bạn thấy là tôi đã biết cuốn sách là nhập môn thuật toán. Cuốn đó là cuốn do chị phải đủ những cái này đấy. Các bạn có thể tìm hiểu trước cuốn sách của tôi nhé. Cuốn sách có tên là nhập môn thuật toán nhé. Thì các bạn có thể tìm hiểu cuốn sách đó để cho nó tôi biết hết những cái này đấy. Lên trước cho các bạn để các bạn là cái này là sang năm các bạn mới được mới cần cần phải học, còn bây giờ nói trước thôi, thì hôm nay là cái buổi nói hơi sớm, thế nên các bạn đang mới đang bắt đầu học Python mà, cho nên là cái này là tôi nói trước chứ không phải tôi chỉ tôi hình dung là sẽ tham gia như thế nào nhé. Không 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 khó đâu các bạn, không có gì là khó đâu, học một thời ngắn chắc là nó quen ngay thôi mà nhé, không có gì là khó cả đâu. Dạ. Nói cho hỏi xíu thầy ạ. Ừ. Cái chỗ mà kiểm tra ít nằm trong cái từ điển á, sao mình biết được chỗ đó là nó có đúng sao và một hả thầy? À. Thông thường á, là kiểm tra nằm trong tập hợp hoặc là nằm trong từ điển là mới đối với ngôn ngữ sinh động cộng thì nó anh nhà cho nó. Bây giờ À, tôi thật chưa ra làm. là nghĩa là trong kiểm tra một phần tử nằm trong một tập hợp trong một cái điển, thật ra nó là trong trường hợp xấu nhất thì nó mới là không ôi, là bình thường nó là không một. Bây giờ đây các bạn có thể tra cứu chỗ này này ở trong chương trình của tôi, để các bạn có tra cứu ở trên trong chương trình nhé, nó có cái chỗ này này. Các bạn vào cái trang này, nó có cái trang nó nói về cái tính time complexity của đây này đây nhé. Nó mô tả đối với list thì như thế nào, nhưng tôi mô tả cho các bạn xem này, chỗ nào là không một, chỗ nào là không đấy nhé. Này, đối với list nhé, đối với list thì đây đây này, đây là đây này, mô tả hết cho nên mô tả hết nhé. Đây tôi cho các bạn xem, đối với đây là đối với set nhé, đây set này là x in s này, trường hợp trung bình là không một thời gian thì có nào, còn trường hợp xấu nhất là ON thời gian, nó ghi rõ đây nhé. Đây mà tôi cho kiểm tra đích này, đích nhé, đích in này, k in d này là không một thời gian, thấy không nào, chiều sâu nhất là ON thời gian. Cái này rất là sâu, cái muốn tìm hiểu nữa thì các bạn phải tìm hiểu sâu hơn nữa, nhưng mà đây là cái bảng nó có sẵn rồi, chúng ta chỉ cần tra cứu và chúng ta có thể làm quen, thế làm quen nhiều thì nó quen ngay thôi, không có gì nhé. Đây các bạn, các bạn cái trang này, các bạn tra cái là time complexity của các cái cấu trúc dữ liệu ở trong Python gì gì hết. Bằng những cái này chúng ta làm nhiều nó quen, chúng ta thử nhiều nó quen ngay thôi mà, không có gì. Vì là nếu ai mà hiểu sâu hơn nữa, chúng ta hiểu về cái kỹ thuật băm ấy, kỹ thuật hash thì chúng ta sẽ hiểu rất dễ hiểu thôi, không có gì. Được Cảm chưa? ơn Nhưng thầy. mà hôm nay tôi trình bày các bạn có thấy khó hiểu quá không? Đúng là hơi khó hiểu đúng không? Hơi hơi lạ đúng không nào? Hơi lạ thôi chứ không có gì đâu, chúng ta sẽ làm quen dần thì chúng ta sẽ hiểu. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng, em chào thầy ạ. Sao? Cảm ơn thầy Được ạ. rồi. Dạ, cảm Vâng, ơn chào các thầy bạn nhé. ạ. Chào thầy ạ. Chào quý thầy cô. Vâng, Em thầy chào ạ. chị ạ. Chào. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, chào thầy ạ. Dạ, thầy. Em chào thầy. Chào cả nhà. Thank you.